Đợt vừa rồi thì có rất nhiều anh em gọi điện cho mình hỏi là anh ơi, bây giờ là cái dòng máy điện thoại đánh bài nào là cao cấp nhất hay là nó có những cái dòng như nào. Thì mục đích của clip ngày hôm nay ấy, tôi quay cho anh em để mà review cho anh em những cái dòng máy nào từ cao đến thấp, từ thấp đến cao, để cho anh em biết là nó có giá của nó như thế nào. Và khi mà anh em bỏ ra một số tiền, ví dụ như bỏ một số tiền lớn, thì anh em phải mua được cái máy tốt. Ví dụ anh em bỏ cái anh em mua cái máy rẻ tiền thì nó là nên dùng cái loại nào, để tránh cái trường hợp khi mà anh em đi mua hàng ấy, anh em bỏ ra một số tiền lớn đấy mà lại vẫn phải mua phải những cái đồ nó rẻ tiền, thành ra nó không xứng đáng với đồng tiền của mình. Nói chung là cái việc mà đi mua đồ cờ bạc ấy thì tiền nong nhiều khi nó cũng chẳng quan trọng, bởi vì cái tiền mua đồ nó chẳng đáng bao nhiêu so với cái việc mà đi đánh. Nhưng ngược lại là mình cũng không muốn, nói thẳng là đéo ông nào muốn là bị cái thằng bán đồ nó dắt mũi cả. Cho nên là muốn không bị người khác dắt mũi thì anh em phải hiểu cái dòng nào là cao cấp, dòng nào là thấp, để tránh trường hợp ví dụ như là ông bỏ 15 triệu thì sẽ mua được cái máy nào, và ông bỏ 7 triệu thì ông sẽ mua được cái máy nào. Thì đây, bây giờ ở trên thị trường đấy, nó có ba cái dòng này là phổ biến: điện thoại Samsung đấy, điện thoại iPhone 8 và điện thoại iPhone X. Tương đương với ba cái dòng này thì từ thấp đến cao, dòng Samsung nó là rẻ tiền hơn, bởi vì là cái cấu hình của nó cũng thấp hơn. Và để cái ngụy trang ấy, thì nói thật với các bạn là bây giờ là ở cái đất nước Việt Nam này, người sử dụng điện thoại bình thường ấy thì người ta sẽ sử dụng iPhone là nhiều, cho nên là cái việc Samsung thì nó sẽ rẻ hơn. Và nói tóm lại là nếu như điện thoại thật thì mình thấy là cái điện thoại iPhone cũng nhiều cái điện thoại đắt tiền. Tóm lại nó là như vậy, cho nên là từ thấp đến cao này, cái điện thoại Samsung này là rẻ tiền nhất, xong đến điện thoại iPhone 8 và đến điện thoại iPhone XS Max này. Đấy, trong ba cái dòng này thì cao cấp nhất vẫn là con iPhone XS Max, sau đến đấy là iPhone 8. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào test và hướng dẫn cho anh em cách chơi một con bất kỳ nhá, con iPhone 8 chẳng hạn nhá. Đây, về con iPhone 8 này thì là cũng như là tất cả các loại điện thoại khác, nó phải có một cái mã vào nhất định. Còn ông nào mà dùng hàng này chưa có mã thì là alo cho mình sẽ hướng dẫn. Về cái máy này nó chơi rất nhiều trò chơi, từ liêng, ba cây, phỏng, sâm. Trước hết mình sẽ test thử bộ môn sâm, không biết sâm có đủ bài không nhỉ? Bài có đủ các em hay là vứt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Lấy cho anh bộ bài khác đi. Trước hết chưa đủ bài thì mình sẽ không test sâm, mà mình sẽ test ba cây cho anh em xem. Ví dụ như ba cây đang đánh ở chế độ đây là liêng, chế độ chơi là 4 người đi. Đấy, cái chế độ chơi này thì nó như thế này, và mình sẽ để ở chế độ loa, số điện thoại để tư vấn cho các bạn đây nhé. Các bạn có thể lưu vào hoặc là kết bạn Zalo nhé, để chế độ loa để các bạn thấy nó máy nó báo như nào. Khi mà máy mình đặt trong lòng thế này, mình sẽ để ở chế độ là im, tắt nguồn, và tất nhiên là sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ đút sâu trong lỗ tai. Đấy, số 3 này. Đây, khoan xem nào. Đang ở chế độ loa rồi, tai nghe rồi. Mình sẽ chuyển sang chế độ loa để cho mọi người nghe rõ. Đây rồi. Đấy, máy báo 4 thì mình trộn 4 cây xuống. 1, 2, 3, 4. Đúng không? Chưa? Và chắc chắn là bài mình là bài cao nhất rồi. Cái này thì ai cũng biết rồi. Về cái độ hiệu quả của máy đánh bài thì nó là 100% rồi. 8 điểm. Thằng này 7 điểm, thằng này 7 điểm. Đấy, mình test lại các bạn một ván nữa bằng là chế độ chơi là 6 người đi nhá. Đang chơi ở 4 người, bây giờ mình chuyển sang là 6 người. 5 6 6 6 6 lại chỗ 6 cái số 1 2 3 4 5 6 đi. Chia bài. Và trong quá trình chơi thì nó không phải là bốc từng cây như này thì chứ. Nếu ông nào mà cần tư vấn để bốc như thế nào, đánh như nào cho nó kín thì anh em có thể liên hệ đây này. 2 cây này, 6 người đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 điểm, 8 điểm, 8 điểm, 5 điểm, 5 điểm, 4 điểm. Ok chưa? Bài mình là 9 điểm này. Anh em nhìn kỹ này. Đây, đấy là về cái độ hiệu quả của máy đánh bài, nó không phải bàn rồi. Về môn liêng với ba cây nó là tuyệt đối 100% rồi. Báo là chết, báo là chết, thấy chưa? Tuy nhiên là
để mà nhiều ông hỏi là máy này đánh sâm như nào thì tôi phải lấy bộ bài mới cho đủ quân á, thấy chưa? Bởi vì mà sâm nó hơi nhiều đá nên là phải đủ quân thì đánh nó mới chuẩn xác. Đây, về mẫu bài thì máy thì nó phải đi kèm theo bài và nó có nhiều mẫu khác nhau. Đây rồi, ok, mình sẽ trẻ cái cho nó xanh chín đi nhá. Đấy, trẻ phát nữa cho nó xanh khoai luôn này. Trong lúc chờ đợi mình trẻ bài thì anh em có thể rút điện thoại ra lưu số này vào nhá. Ok chưa? Đấy, bây giờ mình chuyển sang cái chế độ chơi sâm. Chơi sâm này. Đấy, mình sẽ chuyển sang chế độ loa. Như đã nói đoạn đầu rồi, nếu mà chơi thì phải đeo tai nghe siêu nhỏ đây. Đấy, ok chưa ạ? Và tương tự như sâm hoặc là ba cây cũng như là liêng, mình chỉ cần đặt bài xuống là máy nó báo. Đấy, đây là các dòng máy cao cấp nhất bây giờ. Việc dòng máy cao cấp thì các bạn có thể đặt ngang đặt dọc bài, máy đều báo, đặt dọc này, đặt ngang này, đấy máy đều báo. Và khi máy báo một thì mình bốc một cây ra, bài mình sẽ là bài đẹp nhất. Hai mà kệ nó, một át mà kệ nó. Bài riêng bài sâm thì mình không cần là bài nhiều con, à nhiều con chất cao, mà ngược lại là bài nó đều hơn. 2 4 5 6 số 0 7 số 0 số 0 8 số 0 số 0 9 số 0 số 0 10 số 0 số 0 số 0 số 0 bài mình mời đúng không? Tôi sẽ là lên bài các bạn xem này. Bài này không về thì đưa đầu tôi đi chặt luôn. 10 ri quy ca đúng không? 5 6 7 thiếu con 4 nữa là xin lốc này, đúng chưa? Bây giờ cóc con 3 này luôn là cây quy, chặt 2 đúng không? Phát 10 DVK về chưa? Các bạn nhìn thấy là ok chưa? Bài nó lúc nào cũng là đẹp nhất. Đây nha, mình sẽ test lại cho các bạn ván nữa để các bạn thấy. Nó đánh được sâm, phỏng, ba cây liêng, ba cây với liêng thì nó là tuyệt đối rồi. Tuy nhiên sâm thì nó sẽ chỉ giúp cho bài mình là bài đẹp nhất. Và bài đẹp nhất các bạn đã cầm được bài đẹp nhất thì bạn cũng thắng nữa thì thôi, đúng chưa? Tuy nhiên là cái tỷ lệ sâm ấy, nếu mà là báo sâm ấy thì là bài mình là báo sâm chứ không phải là bài khác. Báo một luôn, mình bốc bài khác làm sao mà không báo một đi, không anh em này nghĩ được. Mình ảo thuật 6 lần hạn nhá. 1 2 3 4 5 6 đúng không? Chia bài 2 3 4 ui rồi 5 6 ui 7 ui 8 9 quy à ca của ca nó đẹp 8 à 8 cũng được 10 8 được 8 nó cũng là ok rồi. Không biết được có xin được không, gần xin, bài này không xin được. 8 9 10 để như này cũng được này, hoặc là 10 ri quy này, hoặc là có thể các bạn có thể ghép là ri quy vào đây cũng được, để đôi đánh đôi 10 xong chặt đôi 2 xong đánh 5 cây này cũng được, hoặc là các bạn có thể để là 8 9 10 10 ri quy đấy, lẻ cái ăn cái 10. Nếu như đánh để bắt cháy thì các bạn để như này đấy, 8 9 10 ri quy đôi 10 thì các bạn cứ phang con này ra đã, coi xem nào bắt được không. Đây thì nhiều nó không đoàn kết rồi này. Đấy, các con vợ này thì cũng có cái tí quy ca át, thấy chưa? Là vứt đất rồi. Đây có gì quy ca át. Đây, cái này nó bắt được, dây này nó bắt được, thấy chưa? Thì ví dụ như là mình đánh cái này trước cho nó bắt, đúng không? Thì ví dụ nó ra bắt là mình chặt 2, hoặc là ra mình chặt át là mình cũng về, thấy chưa? Bài mình nó rất là đẹp, rất là tròn bài luôn. Ví dụ như cây này mà cây ca nữa thì là nó là ok rồi. Tuy nhiên là nó do cái thế bài của mình trộn từ ban đầu ấy, cho nên nó không thể là tạo thành được một ván bài nó là báo ngay được. Thì tùy từng thế bài, có thế bài đẹp thì nó báo luôn, còn thế bài mà không đẹp ấy thì nó sẽ cho mình một ván bài là đẹp nhất. Và khi mà sử dụng cái máy điện thoại thì mình nói thật với các bạn luôn là mình làm chủ cuộc chơi, muốn thắng lúc nào là thắng, thấy chưa?
Còn nếu mà mình muốn là xanh chín thì mình không trộn, không bốc theo máy, không trộn theo máy thì bài mình nó là xanh chín. Thì đấy là cái dòng máy tầm trung, là cái máy iPhone 8. Ngoài ra nếu mà để mà dòng cao cấp ấy, thì anh em có thể sử dụng con iPhone X này đấy. Còn nếu mà đầu tư cái số tiền nó thấp hơn thì anh em có thể là sử dụng cái con Samsung này. Nó nhiều phương án để anh em lựa chọn, và mọi vấn đề thắc mắc thì số điện thoại đây là cái số ok uy tín cho anh em có thể kiểm tra hàng, test hàng thoải mái nhá. Chào toàn thể anh em.